Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ 6 ngày 20 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra tòa, Hoàng Trung Hải có run hay không? Đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện dài nhiều tập, nhất là trước kỳ đại hội lần thứ 13 này. Và hiện nay có hai cách để đấu đá lẫn nhau. Thứ nhất là loại bỏ đối thủ khỏi xã hội và thứ nhì là loại bỏ ra khỏi ghế. Chuyện các quan chức chính quyền Cộng sản Việt Nam đấu nhau đến xanh cỏ thì không thiếu tấm gương. Nguyễn Bá Thành còn đó, nhưng phổ biến hơn vẫn là đấu tố nhau, tham nhũng rồi dùng lá bài đó ở triệt hạ lẫn nhau. Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Phạm Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, v.v. đều bị đấu tố tham nhũng. Họ là những người dưới trướng của ông Nguyễn Tấn Dũng. Điều chớ trêu là lính thì bị quy tội, còn xếp Dũng thì vô can. Đấy là người ta gọi là cái ưu việt xã hội chủ nghĩa. Đệ tử của Nguyễn Tấn Dũng có người bị nhẹ thì chỉ là khiển trách như Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình. Có người thì bị vào khám như Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, Trương Minh Tuấn. Thực ra, những người án nhẹ thì chưa chắc gì tội nhẹ. Lấy ví dụ như Hoàng Trung Hải, ông là Phó Thủ tướng, thay mặt ông Nguyễn Tấn Dũng quản lý các dự án ở PVN. Thế nhưng, ông ta lại không có tội gì, còn Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh gánh hết. Sau khi ông Nguyễn Tấn Dũng từ giã chiếc ghế quyền lực để làm người tử tế, thì cả Đinh La Thăng và Hoàng Trung Hải đều nắm hai chiếc ghế quan trọng nhất ở hai thành phố lớn. Ông Đinh La Thăng nắm chức Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, còn ông Hoàng Trung Hải nắm chức Bí thư Hà Nội. Ông Đinh La Thăng thì làm được một năm thì ngã ngựa, còn ông Hoàng Trung Hải thì làm được 4 năm bị phế truất. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng, Nguyễn Tấn Dũng cùng những thân cận của mình. Ông Đinh La Thăng đã bị truy tố và tuyên án nhiều lần, nhưng bây giờ đã bị lôi ra tòa vì một sai phạm từ rất lâu. Đó là dự án Ethanol Phú Thọ. Không biết dự án này họ muốn nhắm vào ai hay không. Ông Đinh La Thăng cùng ông Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc có sai phạm khi chỉ định nhà thầu thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ, gây thiệt hại 540 tỷ đồng từ thời còn làm chủ tịch của PVN. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định ông Thăng có vai trò chính nên truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 điều 224 Bộ Luật Hình sự 215, khung hình phạt từ 10-20 năm tù. Liên quan đến vụ án có 11 đồng phạm, trong đó có Trịnh Xuân Thanh, gồm là cựu tổng giám đốc, chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC, bị truy tố về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, khoản 3 điều 224 và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, khoản 3 điều 356. Đỗ Văn Hồng bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, cũng khoản 3 điều 356. Và một câu hỏi đặt ra là liệu ông Hoàng Trung Hải có liên quan hay không. Sai phạm dự án Ethanol Phú Thọ diễn ra từ năm 2007, kéo dài đến năm 2013. Thời kỳ này, ông Hoàng Trung Hải làm phó cho ông Nguyễn Tấn Dũng, phụ trách về kinh tế cho chính phủ. Nói tóm lại, những sai phạm của ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh trong thời gian đó là có liên quan đến vai trò của ông Hoàng Trung Hải. Nếu ông không dính đến đường dây ăn chia dự án này, thì ông cũng phạm tội tắc trách để xảy ra tiêu cực trong lĩnh vực mà mình quản lý. Nếu truy ra tận gốc, thì Hoàng Trung Hải và ông Nguyễn Tấn Dũng khó thoát được tội liên đới. Đại hội lần thứ 13 đang tiến đến rất gần. Việc đấu đá cung đình bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày một khốc liệt. Không biết ông Hoàng Trung Hải có trụ vững sóng gió chỉ vài tháng nữa rồi tính con đường mới hay không? Được biết, vào ngày 9 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12 đã đề nghị xem xét kỷ luật ông Hoàng Trung Hải vì thời gian làm Phó Thủ tướng đã có hành vi vi phạm khuyết điểm khi chỉ đạo đối với dự án Thisco 2 và sau đó vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì hội nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải. Ông Hoàng Trung Hải không thể chỉ sai phạm trong một dự án, trong khi dưới sự quản lý của ông có rất nhiều dự án mà các người liên quan đã bị truy tố. Vậy nên, vụ án Ethanol Phú Thọ cũng là một lưỡi dao đang treo lên đầu ông Hoàng Trung Hải, chứ không hẳn là ông ta đã vô can. Có thể phải đợi tòa án xử xong ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh thì may ra mới biết số phận ông Hoàng Trung Hải đã an toàn hay không. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải thời còn làm Phó Thủ tướng. Tuy là đang bị kỷ luật, nhưng rõ ràng cơ hội cho ông Hoàng Trung Hải vẫn chưa hết. Ông Hoàng Trung Hải hiện vẫn còn là ẩn số. Người ta thường đặt câu hỏi rằng liệu ông Hoàng Trung Hải có còn bám lại Bộ Chính trị khóa sau hay không. Về mặt lý thuyết thì hiện nay, ông Hoàng Trung Hải vẫn còn đang trong Ủy viên Bộ Chính trị, cho nên hoàn toàn có khả năng tái cử vào Đại hội 13 này.
nếu phiên tòa xét xử Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh không bất ngờ gọi tên ông Hoàng Trung Hải, thì phần lớn là ông Hải sẽ ở lại Bộ Chính trị khóa sau, và không biết chừng ông ta còn có thể tiến lên một chức vụ cao hơn nữa thì sao. Được biết, trong quá khứ, vào tháng 1 năm 2003, tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 9, ông bị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật khiển trách vì trong thời kỳ làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 từ năm 1996 cho đến năm 2000, ông chưa làm tròn trách nhiệm trong việc chỉ đạo điều tra, ngăn chặn những hoạt động tội phạm của Trương Văn Cam cùng đồng bọn và những khuyết điểm trong công tác cán bộ. Vậy nên, việc ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật mà còn giữ ghế Ủy viên Bộ Chính trị thì không hẳn ông Hải hết hy vọng. Đây là hình ảnh ông Trương Tấn Sang từng bị kỷ luật nhưng vẫn giữ ghế Ủy viên Bộ Chính trị. Có hai khả năng, nếu không bị loại bỏ được chức Ủy viên Bộ Chính trị của ông Hoàng Trung Hải ngay bây giờ, thì Hoàng Trung Hải hoàn toàn có khả năng tái ứng cử trong Bộ Chính trị. Còn nếu muốn loại Hoàng Trung Hải ngay bây giờ, thì chỉ cần có thể dùng lá bài tham nhũng để lột chức Ủy viên Bộ Chính trị của ông ta mà thôi. Theo cáo trạng đưa ra vào ngày 17 tháng 11 của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, năm 2007, ông Thăng với vai trò là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN đã ký nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất ethanol khu vực phía Bắc. Vào cuối năm 2007, Công ty Cổ phần Hóa dầu Nhiên liệu Sinh học PVB được thành lập để làm chủ đầu tư dự án, vốn điều lệ ban đầu hơn 405 tỷ đồng. Vào tháng 8 năm 2008, PVB và Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất đã ký hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và hồ sơ mời thầu. Tháng 2 năm 2009, dự án được phê duyệt xây dựng tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, thực hiện trong 18 tháng. Tháng 9 năm 2008, PVB mời sơ tuyển gói thầu TK05 chìa khóa trao tay xây dựng nhà máy ethanol Phú Thọ. Thực hiện chỉ đạo của ông Thăng về chỉ định thầu, PVB không tổ chức đấu giá theo kế hoạch mà chuyển sang chỉ định thầu cho liên doanh của PVC. Quá trình thực hiện hợp đồng không đúng tiến độ, PVC có báo cáo thừa nhận không đủ năng lực. Tháng 3 năm 2013, PVC đơn phương dừng thi công dự án, chưa có hạng mục nào hoàn thành. Khi thực hiện dự án, PVB vay ngân hàng và công ty tài chính dầu khí Việt Nam hơn 750 tỷ đồng. Từ ngày triển khai dự án, tức là tháng 9 năm 2009, tới khi khởi tố vụ án tháng 6 năm 2018, PVB đã thanh toán cho PVC hơn 600 tỷ đồng, Alpha Latva hơn 230 tỷ đồng và chủ đầu tư sử dụng hơn 1.400 tỷ đồng để thực hiện dự án. Nhà chức trách cáo buộc biết PVC chưa từng thực hiện dự án nào về ethanol và tình hình tài chính đang khó khăn. Ông Thăng với vai trò chủ tịch của PVN, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự án đã chủ trì nhiều cuộc họp quyết liệt định hướng giao thầu cho PVC như đề nghị của bị can Thành. Bị can Thanh biết rõ liên doanh PVC không đủ năng lực thực hiện gói thầu nhưng vẫn nhận chỉ đạo từ lãnh đạo PVN để ký văn bản xin được chỉ định thầu. Cựu chủ tịch PVC này còn chủ trì cuộc họp của hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc của PVC đồng ý thực hiện gói thầu, ký cùng văn gửi ông Thăng xin cam kết thực hiện gói thầu. Hành vi làm trái với các quy định của ông Thăng, Thanh và các bị can dẫn đến thiệt hại cho PVB hơn 540 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, ông Thăng thành khẩn khai báo tích cực hợp tác, thông tin cho biết. Đây là hình ảnh báo đưa tin ông Hoàng Trung Hải bị kỷ luật. Nói chung, trong cáo trạng không có chắc gì đến ông Hoàng Trung Hải, nhưng chưa chắc gì đã an toàn. Còn nhớ vụ án Dương Chí Dũng vào năm 2014 cũng không có tên Phạm Quý Ngọ trong cáo trạng. Nhưng vào giờ chót thì xuất hiện tình tiết mới. Đây là bài học cho ông Hoàng Trung Hải. Qua sóng gió, liệu ông Hoàng Trung Hải có tiếp tục thăng tiến hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Sắp tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam với vai trò Phó trưởng Bộ phận Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội lần 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam bên cạnh ông Nguyễn Phú Trọng. Đến nay người ta cũng không biết việc ông Nguyễn Phú Trọng chỉ kỷ luật mà không lột chức Ủy viên Bộ Chính trị của ông Hoàng Trung Hải thì liệu rằng đây có phải là hình phạt nhẹ rồi mà lại tưởng thưởng sau đó hay không. Đây là hình ảnh ông Hoàng Trung Hải lại xuất hiện trên các báo chí trong nước. Từ sau khi thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thì tên tuổi của Hoàng Trung Hải bỗng chìm hẳn, làm người ta nghĩ ông Hoàng Trung Hải có thể có kết cục như Đinh La Thăng. Thế nhưng những gì đang diễn ra, ông Hoàng Trung Hải vẫn xuất hiện trên các báo chí nhiều hơn trong những ngày sắp diễn ra đại hội, làm người ta nghĩ khác đi. Phải chăng ông Hoàng Trung Hải đang chuẩn bị cho một giai đoạn mới, giai đoạn nắm quyền lực cho nhiệm kỳ sau? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa,
Thời báo.de ngày hôm nay thứ Sáu ngày 20 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh ra tòa, Hoàng Trung Hải có run sợ hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.